1. Diễn viên Lâm Chí Khiêm vào vai Nhị Lang Thần. Lâm Chí Khiêm vốn là chỉ đạo võ thuật của đoàn phim Tây Du Ký 1986. Sở hữu dung mạo khôi ngô, tuấn tú và vóc người cao ráo, trắng trỏi nên ông được đạo diễn Dương Khiết tin tưởng giao cho vai diễn Nhị Lang Thần. Lâm Chí Khiêm đã không phụ sự kỳ vọng của nữ đạo diễn Dương khi hoàn thành xuất sắc nhân vật này. Được biết, nhờ nhan sắc soái ca, Lâm Chí Khiêm còn được không ít diễn viên nữ và nhân viên đoàn phim Tây Du Ký 1986 thầm thương trộm nhớ. Trong nhiều năm qua, ông không còn tham gia diễn xuất mà chuyển sang dạy võ. Ngoài ra, Lâm Chí Khiêm còn đảm nhận vai trò cố vấn võ thuật cho một số bộ phim điện ảnh và truyền hình. Hai, Quốc vương nước Chu Tử do diễn viên Cung Minh thủ vai. Cung Minh từng tự ứng cử bản thân với đạo diễn Dương Khiết cho vai diễn Đường Tăng. Thế nhưng cuối cùng, ông được đạo diễn Dương giao nhân vật Quốc vương nước Chu Tử. Dù tạo hình râu ria xòm xòm nhưng ông vẫn toát lên khí chất nam thần khiến bao khán giả nữ si mê. Cung Minh xuất thân trong một gia đình giàu có. Ông từng tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Ngoài Tây Du Ký, nam diễn viên này còn góp mặt trong một số tác phẩm như Trực Phụng Đại Chiến, Hoắc Tang Tham Án. Sau này, Cung Minh giả từ nghiệp diễn để sang Mỹ sinh sống. Từ đây không còn bất kỳ tin tức nào về ông. Được biết, Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng từng cố gắng tìm Cung Minh để mời ông tham gia buổi tụ họp của dàn diễn viên Tây Du Ký 1986 nhưng không liên lạc được. 3. Vương Bá Chiêu người vào vai Bạch Long Mã. Đứng tấp đầu dàn diễn viên Tây Du Ký 1986 về độ nổi tiếng và tiền cát xê lúc bấy giờ. Vương Bá Chiêu sinh năm 1957 tại Nam Kinh. Ông được đào tạo bài bản về diễn xuất khi theo học Học viện Hí kịch Thượng Hải. Khi đang học năm 3 tại học viện, ông tham gia casting và trúng tuyển vai nam chính của bộ phim Tình Trong Bút. Tác phẩm này không chỉ giúp Vương Bá Chiêu nổi tiếng mà còn khiến ông được đạo diễn Dương Khiết để mắt. Nữ đạo diễn họ Dương đã mời Vương Bá Chiêu đảm nhận vai diễn Bạch Long Mã trong Tây Du Ký 1986. Ban đầu, ông không mấy hứng thú với vai diễn này nên đã hét giá các xê cao ngất ngưỡng để từ chối khéo. Chẳng thể ngờ đạo diễn Dương Khiết lại đồng ý. Vì vậy, Vương Bá Chiêu trở thành diễn viên có các xê cao nhất trong đoàn phim Tây Du Ký 1986. Một nhân viên đoàn phim Tây Du Ký tiết lộ rằng nam chính Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng quay một tập nhận thù lao khoảng 80-90 nhân dân tệ, tương đương 270.000-300.000 đồng tiền Việt. Trong khi đó, Vương Bá Chiêu nhận được hơn 500 nhân dân tệ, khoảng 1,7 triệu đồng tiền Việt tiền cát xê cho một tập phim. Quay 3 tập, ông thu về 1.500 nhân dân tệ, khoảng 5,1 triệu đồng. Còn Lục Tiểu Linh Đồng ròng rã với đoàn phim hơn 6 năm, quay 25 tập, nhận được 2.000 nhân dân tệ, khoảng 6,8 triệu đồng. Không chỉ là diễn viên có cát xê cao nhất, Vương Bá Chiêu còn được bình chọn là Mỹ Nam đẹp nhất Tây Du Ký 1986. Nhân vật Tiểu Bạch Long mà ông thể hiện để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem. Năm nay, Vương Bá Chiêu đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn tham gia đóng phim. Bên cạnh phim ảnh, ông còn rất thích vẽ tranh và viết thư pháp. Một số tác phẩm của Vương Bá Chiêu còn được đem bán đấu giá. Hậu trường Tây Du Ký 1986 còn rất nhiều câu chuyện rất hấp dẫn chưa được tiết lộ. Mê Tây Du Ký cố gắng truyền tải những thông tin hậu trường từ những người trong cuộc. Kính mong quý vị và các bạn nhớ đón xem trong những phần tiếp theo nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.只愿天长。
不敢睁眼看我，还说什么四大皆空呢？要是你睁开眼睛看看我，我不相信你两眼空空。贫僧许身佛门，正是为了解救芸芸众生。那么眼前就有需要你解救的芸芸众生。鸳鸯双栖蝶双飞，满园春色惹人醉，悄悄